Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu với bác mẫu xe đạp Touring E-Rail, một mẫu xe đạp Touring khung full carbon thương hiệu của châu Âu, một thương hiệu đến từ châu Âu, cực kỳ là đẹp. Hôm nay em mới về ngày hôm nay. Một chiếc Touring cho phục vụ cho bác đi thể dục tuyến đường trong phố. Rất là nhẹ nhàng và kỳ là đẹp. Khung full carbon. Các bạn thấy khung full carbon. Tổng thể xe thì cũng còn khá là mới. Chủ xe đi họ còn giữ cái độ mới cực kỳ là tốt, chỉ có là xuất hiện những cái vết xước do là qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Còn để nhìn tổng thể của chiếc xe thì các bác có thể nhìn thấy trên hình, chiếc xe giữ cái độ mới nó cũng tương đối là tốt. Một chiếc xe đạp Touring rất là đẹp, khung carbon. Sử dụng bộ chuyển động gạt đĩa trước là Shimano Soza, đùi đĩa trục rỗng. Và đằng sau là đè Shimano. Xe 9 tầng lip và 2 tầng đĩa. Và xe có 18 tốc độ khác nhau. Cặp vành 700C, Chupit TA30. Cặp vành cực kỳ là xịn của hộp đeo trên xe. Cặp vành Mayer bi vòng cuối lỗ Chupit TA30. Các bác có thể kiểm tra thêm thông tin trên Google của chiếc vành này. Chiếc vành khá là xịn. Bán giá bán mới trên thị trường nó cũng dao động về khoảng 4 đến 5 triệu một cái cặp vành này. Bộ phanh 3 mảnh. Đến gần ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị bộ tay phanh và bấm của Shimano. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, rồi khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Chiếc xe nó có size nó khá là nhỏ cho các bác, từ khoảng 1m60, 58-60 đến khoảng 1m70 thì phù hợp. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá chỉ có là 9.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác có đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.